cuộc sống của người dân nghèo cứ mãi luẩn quẩn trong nút thắt chưa thể tháo gỡ. Và điều đó lại càng thôi thúc bước chân của những người làm chương trình lại tiếp tục tìm về nơi vùng sâu, vùng xa để được lắng nghe những câu chuyện đậm thương tình đất, tình người. Gia đình của anh Sơn Phụng và chị Sơn Thị My, ngụ tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, là gia đình người Khmer có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bước vào căn nhà đang hồi đổ nát, chúng tôi cảm nhận được sự quạnh quẽ của cảnh sống thiếu thốn này. Mái nhà nghèo sơ sát, lưa thưa vách dừa, nền đất ẩm thấp và thường xuyên phải chịu cảnh ngập nước lạnh lẽo. Anh Phụng là người đàn ông làm trụ cột, làm chủ gia đình. Vì thế anh đang mang trên mình trách nhiệm rất lớn. Mỗi ngày anh ròng rã đi phụ hộ từ sáng sớm đến chiều tối, nhưng tiền lương chỉ có 200.000 đồng. Số tiền ít ỏi anh kiếm được không đủ để trang trải cuộc sống, đành phải đi vay đi mượn. Và hiện tại gia đình còn đang nợ ngân hàng 5 triệu đồng. Chị My thì ở nhà chăm con và đưa rước các con đi học. Nhiều lúc buồn thay cho số phận mình, thuở nhỏ không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc đời cứ quẩn quanh trong sự đói nghèo. Thế nên dù cực cách mấy, vợ chồng anh chị cũng cố gắng lo cho các con được đến trường, để tương lai không phải lặp lại cảnh đời cơ cực của anh chị đang nếm trải. Thì năm nay dưới sự giới thiệu của thầy Phước Hạnh, trụ trì chùa Giác Long ở đây, thì thầy sẽ đầu tiên là thầy nói thầy về đây để thăm gia đình, dạ, xem thử gia đình như thế nào. Dạ. Thầy sẽ giúp. Dạ. Thì thầy sẽ lát nữa thầy sẽ thưa lại với thầy Nhượng Bình bên đó. Dạ. Thầy sẽ giúp anh chị có cái căn nhà, cái chỗ ở cho gia đình và các cháu ở để đi học. Dạ. Dù cuộc sống có lắm đau buồn, nhưng họ vẫn không bỏ lại cuộc đời. Vì trong họ là tình nghĩa vợ chồng, tình cảm gia đình, là trách nhiệm làm cha, là trách nhiệm làm mẹ. Họ nghèo vật chất nhưng dạt dào về tình cảm, luôn được bà con hàng xóm yêu quý và mong muốn gia đình sớm có căn nhà mới khang trang để che mưa che nắng. Sau 2 tháng thi công, đoàn chúng tôi quay trở lại thăm và thực hiện lễ trao nhà cho gia đình. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2018, đoàn từ thiện chùa Lâm Tỳ Ni đến trao tặng nhà tình thương cho gia đình anh Sơn Phụng, một người Phật tử dân tộc Khmer. Ngôi nhà được gia đình Phật tử Tâm Sanh và An Định phát tâm tài trợ. Phản tác từ kỳ đang địch đang tràn kiếp chi quế ông như thành sở dị chủng chiến âu được quế thánh phàm ngũ nguyên tâm tâm lương đồ dương bồ tát giả hộ mật ngôn cẩn đương trì tụng thiên thấu thiên nhãn vốn ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra an na ra 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 nam mô an ni gia bà tô kiên đề lương bảy thân bằng đa la ba nam mô na ra cần kỳ đề
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Thích Phước Hạnh, trụ trì chùa Giác Long tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải. Kính bạch Thượng Tọa Thích Nhuận Bình, trưởng phái đoàn từ thiện chùa Lâm Tỳ Ni, cùng quý thầy quý cô. Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2018, toàn thể chúng ta có mặt ở tại căn nhà này để làm lễ trao nhà cho gia đình anh Phụng. Căn nhà này khi chúng tôi đến khảo sát thì rất là thương tâm. Với sự tài trợ của Phật tử chùa Lâm Tỳ Ni, kính mời thầy Giác Hạnh có vài lời về cái việc xây dựng căn nhà này để thỉnh thầy Nhuận Bình trao căn nhà cho gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Lâm Tỳ Ni, Bát Tên, Mỹ. Kính bạch Thượng Tọa Thích Nhuận Bi cùng quý vị nam nữ Phật tử đi trong đoàn chùa Lâm Tỳ Ni cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Quang, chủ tịch xã Long Khánh cũng như anh em bí thư ấp Cái Đôi, thì qua là hôm tháng 5 vừa qua tôi cũng có đủ duyên lành đi qua chùa Lâm Tỳ Ni để dự khóa tu. Thì trong cái khóa tu đó tôi cũng có gợi ý với Thượng Tọa Nhuận Bình xin một căn nhà về địa phương. Căn nhà đó cũng không được nằm ở đây, tại cái căn nhà này đã đủ duyên thôi quý vị. Hôm đó tôi vừa xin thầy Nhuận Bình đồng ý thì tôi vừa bước ra thì gặp anh bí thư ở đây. Tôi nói, ồ, ông coi cái nhà nào, bà con nào nghèo nhất ở đây thì cho tôi xin một căn để cho Thượng Tọa về cất. Thì anh em anh nói, ở trước chùa có căn nhà lá mà. Thì thầy cũng ra, thầy khảo sát thì ở đây cũng sự đồng ý của địa phương. Thầy mới điện cho thầy Nhuận Bình và thầy Nhuận Bi xuống khảo sát. Thì trong thời gian khảo sát thì thầy cũng có gửi tiền về để thầy xây dựng. Đó, thì trong thời gian xây dựng xong nhà thì hôm nay được đã hoàn thành như vậy. Trước nhất là đại diện cho chùa Giác Long cũng như quý nam nữ Phật tử tại chùa niệm ân công đức của Thượng Tọa Thích Nhuận Bình cũng như quý nam nữ Phật tử chùa Lâm Tỳ Ni cũng như Phật tử ở thành phố cũng như là Thượng Tọa Thích Nhuận Bi. Vì bà con ở vùng sâu vùng xa thì quý vị đã nhận một chút miếng ăn nào đó để đóng góp vào cho Thượng Tọa Thích Nhuận Bình để xây những căn nhà tình thương đó để ủng hộ cho bà con vùng sâu vùng xa. Thì thầy cũng rất là cảm ơn quý nam nữ Phật tử. Một lần nữa thì nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Cũng cầu mong cho Thượng Tọa Thích Nhuận Bình hàng năm thì quý Phật tử đóng góp càng nhiều vô nữa để cho thầy Nhuận Bình đi về đây càng lâu hơn. Ví dụ Trà Vinh năm nay 1 căn, năm sau được 2 căn nữa. Cho quý vị đi nhiều hơn nữa. Một lần nữa thì thành tâm ghi nhận tấm lòng của Thượng Tọa cũng như là quý nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phước Hạnh. Kính thưa Đại Đức Thích Nhuận Bi, Sư Cô Thích Nữ Thông Hòa, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đoàn và quý vị chính quyền trong địa phương. Hôm nay về thấy căn nhà đã xây xong, hoàn thiện, rất là đẹp, Nhuận Bình cũng rất là vui. Thứ nhất là cảm ơn Thượng Tọa Thích Phước Hạnh đã tận tình giúp đỡ và đã tìm khảo sát được cái căn nhà đúng đối tượng và đã xây được hoàn thiện. Cái thứ hai nữa là Nhuận Bình cũng cảm ơn thầy Nhuận Bi và em Phương rất là nhiều. Tại vì trong những cái căn nhà vùng xa vùng sâu như vậy mà thầy Nhuận Bi và em Phương là những người mà đi khảo sát trước để đoàn chúng ta mới đi tới đây.
chúng ta đi mấy ngày này chúng ta thấy rất là vất vả phải không? Nhưng mà trước khi mà có những căn nhà như vậy thì thầy Nhung Bi và em Phương đi rất là nhiều khảo sát trước, mà đúng đối tượng thì mình mới trao nhà cho cái những vị đó. Thì và Nhung Bình cảm ơn cái ngôi nhà này là do Phật tử Tâm Sanh và Thâm Mì. Thì hai Phật tử này là cũng có đi theo đoàn từ ngày bắt đầu đến bây giờ. Thường thường là những vị Phật tử là người ta không có điều kiện để đi, hoặc là không có thời gian để đi theo, thì người ta chỉ gửi tiền cho đoàn từ thiện chùa Lâm Tịnh Ni làm thôi. Nhưng mà có những vị sắp xếp được thời gian để cùng đi theo, để thăm cái căn nhà của mình nó đẹp ra sao, nó xinh xắn ra sao, và từng tay mình trao thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Thì Nhung Bình nghe và Nhung Bình cũng cảm ơn. Ngoài cái số tiền của những vị này trao để căn nhà thêm, thì cái số tiền mà quý vị mua quà cáp với bao thư vậy là số tiền của những vị đi theo trung đoàn. Thì đây là những vị mỗi người mỗi ít, thì cũng có công của quý vị. Thì Nhung Bình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cảm ơn rất tất cả mọi người. Và cũng chúc gia đình của anh Sơn có cuộc sống hạnh phúc và nuôi nấng mấy em, và hy vọng là Tết này có căn nhà mới. Thì trước khi trao căn nhà thì mời quý vị trong chính quyền có đôi lời ha. Dạ, có đôi lời rồi trước khi để cho hai vị đại diện lên tao. Kính thưa thầy đại diện cho các thầy đại diện cho chùa Lâm Tỳ Ni của Hoa Kỳ, kính thưa thầy Phước Hạnh, kính thưa quý bà con Phật tử có mặt hôm nay. Thì thay mặt cái chính quyền địa phương thì cũng hết sức là ghi nhận cái công đức của quý thầy và quý bà con Phật tử đã có cái lòng hảo tâm để mà xây dựng cái căn nhà yêu thương cho cái bà con Phật tử còn khó khăn ở địa phương. Thì thay mặt cái địa phương thì nó đúng ra ở địa phương thì nó còn nhiều cái hoàn cảnh bà con Phật tử rất là khó khăn, mà trong cái điều kiện của gia đình này thì cũng hết sức là khó khăn, mà cái công đức của quý thầy và quý bà con Phật tử địa phương ghi nhận tấm lòng này của quý thầy và quý bà con Phật tử hôm nay. Thì về góc độ địa phương thì không biết nói gì hơn, mà mong là quý thầy và quý bà con Phật tử có cái điều kiện hảo tâm, sẽ có điều kiện sẽ về với địa phương để ủng hộ cho những cái hoàn cảnh bà con Phật tử còn khó khăn ở tại địa phương của mình cho nó nhiều hơn. Thì cuối cùng xin chân thành thay mặt cho bà con Phật tử đây, cũng với quý bà con địa phương đây, thay mặt cái địa phương cũng cảm ơn quý thầy và quý bà con Phật tử xin hết. Cuối cùng là có cái ghi nhận cái công đức của thầy và quý bà con Phật tử, thì có một cái ủy ban dân huyện Nguyễn Hải có tặng một cái giấy khen để ghi nhận cái công đức của thầy. Con thiệt sự là con rất là cảm ơn thầy, không phải ai cảm ơn con hết. Tại vì con đã học theo được cái hành của thầy là bổ thí. Ra là ngày hôm nay con thực hành được cái hành, học thêm được hành bổ thí của thầy. Đó là cái mạng nguyện của con. Tôi cũng xin cảm ơn gia đình của anh chị Sơn đã cho tôi có cái cơ hội để mà tôi thực hành hành từ bi bổ thị, mà tôi đã học từ ông thầy tôi là thầy Thích Nhuận Bình. A Di Đà Phật. Thầm mì xin kính các thầy cô và các Phật tử đi chung đoàn và gia đình của anh Long và hai đứa cháu. Thì hôm nay thầm mì tới đây thấy căn nhà này rất là vui, đem những tình thương mến thương cho tất cả gia đình, cầu mong sao được cái mái ấm gia đình và anh chị được hạnh phúc và hai cháu thành công trong bước đường học vấn, và mọi chuyện đều được vui và được thắng lợi mọi phương diện. Xin cảm ơn thầy coi giúp đỡ cho con cũng cảm ơn thầy. Dạ. Đâu đó trong làng quê bé nhỏ, ngôi nhà mới được xây dựng lên góp cho đời thêm bao niềm vui, hạnh phúc và bình yên đã được tạo ra bằng sự đầy đặn vật chất, bằng lòng hiểu, lòng thương. Đôi khi tình thương lại trở nên giản đơn là những giây phút gia đình ấm êm trong ngôi nhà mới. Những tâm tình của bao tấm lòng nhân ái gửi đến cuộc đời nghèo bằng chính trái tim cống hiến mãnh liệt đầy yêu thương. Vậy là thêm một ngôi nhà tình thương nữa lại được trao tặng. Phật sự này được thành tựu như hôm nay
không phải là sự ngẫu nhiên mà là sự kết tụ từ bao nhiêu tâm nguyện, bao nhiêu đêm thao thức, bao trăn trở suy tư của những người con Phật mang đầy trách nhiệm. Quý Phật tử cùng trợ duyên với đoàn dưới mọi hình thức đã chẳng ngại gian lao khó nhọc, dù trực tiếp hay gián tiếp thì đó đều là nghĩa cử cao đẹp của những người con Phật. Và với lòng hoan hỷ cũng như phát xuất từ tâm từ bi ấy đã tạo nên chất liệu keo sơn và nối liền nghĩa đạo, tình đời, hòa quyện, thiêng liêng. Chúng tôi mong rằng sự nhiệt tâm ấy luôn được nhân lên mãi trong thời gian tiếp theo. Có được như thế là chúng tôi cùng nhau dựng xây được thêm nhiều ngôi nhà cho bao phận người nghèo khổ. Chúng tôi với lòng cảm niệm công đức thật sâu xa và viết lên lời cảm ơn chân tình đối với tất cả quý vị đã nhiệt tâm hộ pháp cho chương trình Ngôi nhà tình thương của chùa Lâm Tỳ Ni được thành công viên mãn.